lệnh Wagner hối hận vì đã đến Bakhmut. Sau nhiều ngày phàn nàn về việc thiếu đạn dược và Nga không cung cấp thêm để chiến đấu tại chiến trường Bakhmut, ngày 5 tháng 5, thủ lĩnh tập đoàn đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin đã vô cùng tức giận. Ông đã đăng một video lên mạng xã hội và tuyên bố rằng quân lính của ông sẽ bàn giao chiến trường Bakhmut cho quân chính quy Nga vào ngày 10 tháng 5 vì ông không muốn ai trong số những người lính của mình phải chết một cách vô nghĩa nữa. Trong khi phía Ukraine đang liên tục pháo kích vào các căn cứ của Nga, dấu hiệu của một cuộc phản công lớn. Theo kế hoạch thì ông Prigozhin có thể đánh chiếm Bakhmut vào ngày chiến thắng 9 tháng 5, nhưng dường như giới hạn chịu đựng đã đến. Trong video, ông không kiêng nể gì mà đã lớn tiếng chỉ trích nặng nề lãnh đạo Nga đã không gửi đạn dược cho Wagner. Không rõ lần này ông có thật sự rút quân như tuyên bố hay không, nhưng theo giới quan sát, tình hình thực sự đang rất căng thẳng. Sau đây là trích dẫn một đoạn trong tuyên bố của Prigozhin. Tôi chính thức phát biểu trước Tổng tư lệnh tối cao, Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Nhân dân Nga. Tôi thay mặt cho các chiến binh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, thay mặt cho Bộ Chỉ huy Wagner, tuyên bố rằng vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, chúng tôi buộc phải chuyển các vị trí đóng quân trong khu Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga và rút tàn quân của Wagner đến các trại phía sau để chữa trị vết thương cho họ. Tôi đang rút các đơn vị Wagner khỏi Bakhmut bởi vì nếu không có đạn dược, họ sẽ phải chết một cách vô nghĩa. Cùng ngày 5 tháng 5, ông đã đăng một video mà đoạn mở đầu là các xác chết bày la liệt mà ông miêu tả là quân Wagner với vết máu còn chưa khô. Sau đó, ông kêu tên các tướng lĩnh Nga và giận dữ chỉ trích, nói rằng người của ông bị chết vì thiếu 70% đạn dược, trong khi các tướng lĩnh của Nga thì đang ở nhà hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Lời lẽ trong video rất thô tục, trích một đoạn như sau. Shoigu, Gerasimov, đạn dược đâu? Họ đến đây với tư cách là những người tình nguyện và chết cho các người để vỗ béo bản thân trong những văn phòng lót gỗ sang trọng sao? Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thường là tâm điểm trút giận của ông Prigozhin. Mâu thuẫn giữa lính đánh thuê Wagner và quân chính quy Nga đã công khai trong thời gian qua. Prigozhin cũng đã từng thất vọng nói rằng Wagner sẽ sớm ngừng tồn tại và đi vào lịch sử chỉ vì thiếu đạn dược. Theo thông tin công khai, thì ông Yevgeny Prigozhin là người Saint Petersburg, từng làm đầu bếp, cũng từng đi tù vì tội trộm cắp. Và hiện nay là người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner, mũi nhọn tấn công quan trọng trong lực lượng phe Nga ở chiến trường Ukraine. Hiện nay, Hoa Kỳ xếp Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.